tại Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức lễ tuyên dương 303 học sinh sinh viên là con của cán bộ công chức viên chức người lao động trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh đạt thành tích học giỏi sống tốt năm 2019. Trong số 303 học sinh được tuyên dương lần này, có 203 em là học sinh cuối cấp tiểu học, 75 em tốt nghiệp trung học cơ sở, 20 em tốt nghiệp trung học phổ thông, 4 em tốt nghiệp đại học và một người hoàn thành chương trình thạc sĩ. Từ 303 em, công đoàn viên chức lựa chọn 9 em có thành tích xuất sắc nhất để được Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương vào tháng 8 tới. Qua 19 lần tổ chức lễ tuyên dương con cán bộ, công chức, viên chức lao động, học giỏi, sống tốt, có gần 2,3 ngàn lượt học sinh, sinh viên đã được công đoàn viên chức tỉnh tuyên dương. Theo công đoàn viên chức tỉnh, bên cạnh những chương trình hoạt động chăm lo đến quyền và lợi ích thiết thực cho bản thân đoàn viên, thời gian qua, công đoàn viên chức tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức lao động. Trong đó, phong trào thi đua học giỏi sống tốt đã có những tác động tích cực đến cả đoàn viên công đoàn và con của họ, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.